Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tab để trình bày văn bản. Đây là vị trí các tab. Nó nằm giao nhau giữa thanh thước ngang và thanh thước dọc của Microsoft Word 2010. Nếu mà các bạn không thấy tab thì các bạn vô chỗ View, các bạn tích ruler. Thì tab gồm có 5 loại tab sau. Tab các bạn đang thấy đây gọi là tab trái. Tiếp theo đây là gọi là tab giữa. Đây được gọi là tab phải. Tab này tương đối giống như tab giữa, tuy nhiên nó có dấu chấm ở trên. Đây được gọi là tab thập phân. Và tab cuối cùng gọi là ba tab. Tuy nhiên trong với Word thì người ta hay sử dụng ba loại tab chính, đó là tab trái, tab giữa và tab phải. Giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tab để làm các biểu mẫu như kiểu hồ sơ xin việc. Bây giờ tôi có các thông tin như sau. Thì khi chưa biết cắm tab thì đa số tôi thấy các bạn hay dùng dấu chấm như kiểu này. Làm như vậy rất là lâu và không được đẹp trong mắt. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tab để tạo các dấu chấm, làm sao cho biểu mẫu chúng ta nhìn đẹp, đẹp mắt hơn. Giờ tôi chọn tab trái, nội dung chúng ta sẽ đi từ trái qua phải. Tôi quanh một khoảng vừa đủ, ví dụ như ở khoảng cách 9. Sau đó tôi bấm đắp chuột tại cái vùng mà tôi đã đặt tab. Lưu ý, nếu mà các bạn đã tạo ra hai tab thì các bạn có thể kéo bỏ một tab đi. Giờ tôi sẽ kích đắp vào cái nơi tab tôi đã đặt. Rồi khoảng cách tôi đặt là khoảng cách 9. Tôi sẽ chọn 9. Sau đó ở đây có các kiểu alignment, là kiểu đi từ trái sang phải. Còn đây là kiểu giữa. Đây là phải. Đây là thập phân và đây là kiểu 3. Rồi nếu mà các bạn để chữ non á thì nó không có cái đường gì hết khi bạn bấm tab. Còn nếu mà bạn chọn đường 2 là chọn các nét đứt chấm chấm chấm. 3 cũng tương tự nét đứt nhưng mà nó sát hơn. 4 là một đường gạch, gạch nối. Ở đây tôi sẽ chọn đường số 2 để cho phù hợp. Sau đó tôi bấm ô. Ok. Sau bây giờ tôi bấm tab thì lập tức các đường dấu chấm nó đã tạo ra cho tôi. Bây giờ tôi lại tiếp tục. Thì dưới dòng dưới giới tính thì bạn có muốn sử dụng tab này nữa không? Nếu mà bạn muốn sử dụng thì bạn chỉ cần bấm tab. Rồi bây giờ chỗ đây, hàng đây tôi sẽ tạo ra thêm một thông tin nữa, đó là địa chỉ. Thì tương tự như vậy, tôi sẽ bấm tab. Rồi tôi lại bấm đắp chuột. Bây giờ khoảng cách sẽ là 16 chứ không phải như 9 như ban đầu nữa. Và tôi chọn kiểu, sau đó tôi ok. Giờ tôi sẽ bấm tab. Rồi giờ tôi lại có một thông tin nữa là nội dung. Các bạn có muốn sử dụng tab trên không? Nếu mà không muốn sử dụng, các bạn có thể kéo loại bỏ đi. Và các bạn đặt một tab mới, sau đó chúng ta lại căn chỉnh. Ok. Cứ như vậy, chúng ta chọn nội dung cho phù hợp. Đó là tạo tab để căn chỉnh giống như kiểu biểu mẫu hồ sơ xin việc. Thì bây giờ tôi có hai bài tập sau đây để cho các bạn thực hành. Thì trước khi để làm bài tập thì chúng ta phân tích sơ qua về các dạng như sau. Ở đây tôi có bài 1 là danh sách học viên. Thì ở đây gồm có các trường như số thứ tự, họ và tên, phái, năm sinh, địa chỉ. Thì để làm sao các bạn tạo các tab cho chính xác,
Rồi giờ chúng ta sẽ đi làm các bài tập khác để chúng ta nắm rõ hơn về cách sử dụng tab. Thì ở đây tôi có một cái bài tập. Bài tập 1 và tập 2. Thì trước tiên chúng ta làm bài tập 1 trước. Thì trước khi làm thì chúng ta phân tích đề bài. Thì ở đây có gồm có các trường như sau: số thứ tự, họ tên, phái, năm sinh và địa chỉ. Thì các bạn nhìn ở số thứ tự. Ở đây tôi dùng tab trái. Thì khi đó nội dung của chúng ta sẽ đi từ trái qua phải, tức là bên trái của chúng ta thẳng đều. Chúng ta nhìn chúng ta biết đó là sử dụng tab trái. Tương tự như vậy ở tab họ, ở họ và tên thì tôi sử dụng cũng là tab trái, thì bên tay trái nó sẽ thẳng, còn bên tay phải nó sẽ không thẳng. Đó là cách nhận biết sử dụng tab nào. Còn đối với năm sinh cũng vậy. Và địa chỉ thì các bạn nhìn về bên trái thì nó không đều, còn nhìn về bên phải thì nó là một đường thẳng, thẳng đều. Tức là tôi ở đây tôi đã dùng tab phải. Và phái thì các bạn nhìn bên trái nó cũng không đều và bên phải nó cũng không đều, tức là tôi sử dụng tab giữa. Giờ các bạn đã phân tích được đề thì chúng ta tiến hành thực hành. Tôi sẽ cập nhật sau. Bắt đầu là tôi đặt một tab trái trước, số thứ tự. Sau đó tôi đặt một tab trái tiếp. Khi đặt thì tôi bấm tab, tôi gõ họ, họ và tên. Rồi tiếp tục đến tab giữa, tôi đã tab qua và phải. Tiếp tục đến tab năm sinh, ở đây tôi sẽ sử dụng tab trái. Năm sinh bấm lại và tab năm sinh. Lưu ý nếu mà chúng ta đặt vị trí quá rộng thì chúng ta có thể đặt lên đầu của chữ và chúng ta kéo qua. Rồi tiếp tục đến tab phải. Rồi tab qua tôi đặt là nơi sinh. Rồi tôi sẽ kéo ra xa cho nhìn đẹp hơn. Thì các bạn chú ý chỗ đây nó có các dấu chấm thì chúng ta cắm tab qua bằng 16 chọn 2. Ok, giờ các bạn bấm tab vào 01 chọn A phải Nam. Tab qua ở đây là các bạn rõ là 1 9 9 10. Chỗ đây các bạn rồi tab qua rõ là Cà Mau. Rồi mấy cái còn lại cũng tương tự, các bạn tự thực hiện. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập số 2. Thì ở bài tập số 2 chúng ta cũng sử dụng như tab, nhưng mà các bạn phải phân tích đề. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập số 2. Thì trước khi làm chúng ta phân tích, các bạn nhìn bên tay trái của dòng này không đều,
xin lỗi, bên phải và bên trái cũng không đều, tức là ở đây họ lại dùng táp giữa. Và chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa của Việt Nam cũng vậy, nhìn bên trái không đều và bên phải không đều, tức là họ lại dùng táp giữa. Nên để làm bài tập này thì chúng ta phải dùng táp giữa để chúng ta làm. Rồi, tôi sẽ xóa cái này đi để tôi thể thực cho các bạn thấy. Và tôi bấm vào để tôi xóa tất cả các tab. Clear. Rồi, ok. Lập tức các tab bị mất đi. Để làm bài tập này thì tôi sẽ sử dụng tab giữa. Tôi đặt ở vị trí ước chừng. Tí nữa chúng ta có thể đánh dính lại sau. Thì tôi gõ bộ giáo dục và đào tạo, tiếp tục cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giờ chúng ta kéo ra. Đây, chúng ta sẽ kéo ra cho nó đẹp mắt. Rồi, tương tự, chúng ta tap vào, chúng ta gõ trường đại học xuất sắc. Tap qua gõ sẽ căn chỉnh. Rồi, tương đối nhìn hình thật chỉnh. Ở đây tôi sẽ kéo ra. Kéo vô. Rồi. Rồi, đó là cách chúng ta sử dụng tab.